thấy cô này đang ăn kem mà tình cờ lại kem nó bị nhiễu xuống. Cái cô này ra lưỡi liếm cái, tự nhiên thấy nó rùng rùng với mình. Cái xong mình cầm cái kem đứng ngoài gió mà nó bị nhiễu tay, thì thấy nhiễu tay sẵn liếm. Ờ vậy đó mà rùng mình. Kem sexy đúng rồi, để khiêu gợi. Mà vô xong rồi tối nằm mới biết á, dẫn em trai vô ngủ trong phòng đêm đó luôn. Trời đất. Hai em. Tôi yêu cầu cô dâu đứng lại, chú để có thể ngồi. Cô dâu quay qua tay, cô dâu quay. Mọi người có thấy cô dâu trong cái áo cưới ngày hôm nay đẹp không? Xin mời cô dâu rồi. Vấn đề là cô dâu đẹp hay là áo cưới đẹp? Khoan, bây giờ là mới khen nè. Cô dâu có đẹp không nào? Rồi bây giờ cô dâu xinh đẹp giới thiệu về mình. Ủa chứ không phải chú rể hả? Nãy giờ em ca ngợi cô dâu quá, giờ em phải nhường đất cho chú rể chứ. Em giới thiệu đi. Dạ, em tên Vũ Văn Nghĩa, năm nay em 25 tuổi. Hiện đang làm quản lý kho của tên quận Bình Thạnh. Thế còn em? Em tên Phạm Thị Sóc Nâu, năm nay em 25 tuổi. Em làm về trang trí tiệc cưới. Ê Trang nghe cái tên nó sốc sốc sợ là. Chắc có một ngày nào đó bé Sóc Nâu đi tìm hạt dẻ trong một cái kho ở Tân Bình, thế là gặp anh bảo vệ. Có đúng gì không ạ? Không, thật ra thì tụi em gặp nhau từ thời trung học, năm học lớp 10. Dạ thì đến tới nay thì cũng được 9 năm rồi. Chắc lúc mà lần đầu gặp á, để anh này anh kể. Rồi lần đầu tiên gặp á là ở sân trường, thấy cô này đang ăn kem mà tình cờ lại kem nó bị nhiễu xuống. Cái cô này ra lưỡi liếm cái, tự nhiên thấy nó rùng rùng với mình. Cái bữa đó em liếm kem sao mà bạn này rùng mình thấy ớn vậy? Cũng bình thường gì, giống như mình ăn kem á, cái xong mình cầm cái kem đứng ngoài gió mà nó bị nhiễu tay, thì thấy nhiễu tay sẵn liếm. Vậy đó mà rùng mình. Trời, em cũng nhẹ dạ quá ha. Tự nhiên nó cảm giác nó rùng mình lắm. Chứ tới thí dụ bữa đó mà bạn này không ăn kem mà bạn ăn hạt dẻ thì em có bị rùng mình không? Dạ. Cái đó không biết được. Xong rồi tưởng là con này học khác lớp, ai dè học chung lớp mà lại phát hiện là cái tên nó Sóc Nâu, nghe còn sóc hơn nữa. Quyết định là cưa luôn. Dạ, cưa luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên của bạn có thể tóm gọn trong hai từ: liếm kem. Rồi kế hoạch cưa thì sao? Dạ thì đầu tiên là hai đứa không có quen nên đầu tiên là phải buồn tập để làm quen để cho được biết. Xong rồi thấy con này có bạn chở đi về nên em kêu cô bạn nó về đi để em tự chở luôn. Từ đó sau là em chở con này học luôn suốt luôn. Rồi hai bạn quen nhau bao lâu thì mới đến đó không nha? Tụi em quen khoảng 7 năm mà. 7 năm trời. Là lấy nhau được mấy năm rồi cưng? Một năm hơn. Thường cưới nhau thì ta hay có những câu chuyện vui, chẳng hạn như là đi hưởng thụ từng honeymoon vậy đó. Honeymoon. Đi từng trăng mật có cái gì nó bẩn ngỡ không? Trời, cái chuyện đó là xong đó giờ em vẫn còn giận, bức xúc lắm. Cái bữa mà động phòng á, cứ tưởng đâu là chồng sẽ trải cánh hoa hồng hay đốt nến gì đó, tại mình coi báo mình thấy vậy đó. Sắm thêm một bộ đồ màu đỏ sexy đúng rồi để khiêu gợi. Mà vô xong rồi tối nằm mới biết á là đêm hôm qua á, tại vì cái phòng đó là sẽ niêm phong lại, là không có trai vô hết trơn á, để giống như cô dâu chú rể là động phòng vậy đó. Dẫn em trai vô ngủ trong phòng đêm đó luôn. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ vậy? Không, tại vì tối bữa đó là nhà sếp dọn tới khuya luôn rồi, xong thằng em nó nhà nó xa nên thôi giờ kêu ngủ lại đây luôn, nhưng mà ở dưới thì mọi người nằm la liệt ở dưới rồi nên nói là thôi giờ lên phòng hai anh em mình ngủ. Em cũng không biết là phải cách niêm phong cái phòng nó lại. Sau khi cứ về đồng phòng xong hỏi cái giờ hỏi ủa trước đồng phòng mà có ai vô ngủ không? Em cũng vô tư lắm á. Thì anh với em mệt quá thì cũng vô ngủ đại. Cái vậy giận. Rồi giận luôn. Giận. Thì cũng hụt hẫng, tự nhiên cái phòng mình đêm tân hôn thì như có ai vô ngủ trước. Giận luôn rồi đêm đó là ngủ chay luôn. Không có. Ngủ được mấy tiếng. Có. Rồi đêm sau á là có cái gì khác biệt không? Thì đêm sau thì em biết ý về em nên cũng chiều theo ý nàng, cũng mua nến rồi bắt đầu mới là tắt đèn rồi xong rồi hai chồng nằm thủ thủy rồi nói chuyện xong rồi vợ kêu vợ đi thay, vợ có muốn thay simi không đó. Xong rồi hai chồng mới bắt đầu hành sự. mình biết rằng là sau khi thủ thủy xong với miệng ngọn đến là sẽ làm cái gì, nhưng mà mình không tìm ra cái từ hành sự. Rồi hai bạn yêu nhau trong một thời gian dài như vậy, rồi có một cái đám cưới nói chung là cũng trọn vẹn. Vậy thì sau khi ở với nhau thì chắc không có những cái chuyện lớn gì xảy ra giữa hai chồng nữa đúng không? Lúc mà trước khi cưới á, cũng biết là chồng thích chơi game hoặc là chơi pizza gì đó thì biết là thích vậy thôi. Nhưng không ngờ mà sau khi lấy về á là mê đến nỗi mà không quên á, không chở vợ đi làm về. Trời đất ơi. Tức là bỏ bê vợ luôn vậy đó hả?
không phải là vô trễ chứ không phải là không trở về. Lúc đó đang cuộc chơi mà nếu mà bỏ vợ cũng không phải, không đành. Tại lâu lâu mới chơi, nói với vợ thì chị vợ chờ chút, khoảng nửa tiếng tiếng gì mình vô mình trả. Nên lúc đó là vợ vô cái là lúc nào vợ cũng giận mà cũng cho quà. Nhưng mà ngặt cái em thích cái mặt đó. Là em thích cái mặt đó hả? À, mới giận à. Mới giận cái mặt sao không có tưởng tượng luôn á. Ghét không? Không, cái mặt này thấy ghét thiệt. Hèn gì mà chồng cứ kiếm cớ để mà cho vợ giận hoài. Ừ. Trong lúc đợi đem suy nghĩ sao? Đợi xong rồi cái quậu á, sau đó em ngồi em suy nghĩ ra để coi phải về nhà làm cái cách nào đó để ví dụ như mà sau này có phạm lỗi nữa là phải phạt. Cái viết ra 11 điều nội quy vợ chồng. Quy định là chồng một ngày phải ngủ từ 7 đến 8 tiếng. Trưa là phải ngủ trưa 15 phút. Nhiều khi tận dụng cái thời gian ngủ trưa để đi chơi. Vô rước vợ mà trễ á thì phải báo trước nửa tiếng để vợ biết, ví dụ như là để không có giận. Giận mỗi lần mà giận cái không nói chuyện cũng buồn. Chắc vậy là vợ em chắc hoàn hảo, chắc không có tật xấu gì đâu. Có anh. Mỗi lần giận xong á thì hay đòi cắn. Thì bình thường là cắn tay cắn chân thôi, nhưng mà giờ em không thích. Giờ em thích cắn vô cái lỗ mũi. Trời đất ơi. Sắp mà em giống hạt dẻ lỗ mũi á. Giống bây giờ dám cắn không? Dạ. Cắn. Ồ đó, ok. Sợ rồi đó, mặt xanh rồi đó. Không nương răng chứ trời ơi. Dạ, anh thấy hình như có ba một mắt rồi. Súc nước mắt rồi. Rồi sao rồi mỗi lần như vậy thì em giận ngược lại không hay là em cảm thấy thích? Thấy vui à. Đó, vui. Vui ra nước mắt rồi đó. Là như là giận. Hai vợ chồng bạn rất là đáng yêu. Vậy thì nếu như cho bạn một cái điều mong muốn vợ mình phải thay đổi thì bạn mong muốn điều gì? Vợ em là bớt suy nghĩ tiêu cực đi. Tại thường vợ hay suy nghĩ mà suy nghĩ sâu xa mà hướng về tiêu cực lắm. Tại suy nghĩ tiêu cực làm người mình nó tiêu cực lại á nên không tốt. Rồi chồng ngoài cái tánh xấu là hay bỏ bê vợ vậy á là đâu còn có cái gì mà ghê gớm đúng không? Chồng thì nhất là mê chơi game, thứ hai nữa là chồng lười á, cuối tuần á là phải phụ vợ dọn dẹp nhà cửa á, mà anh ta cứ ngủ à. Ngủ cái em nói là phải đi giặt ra giường á, là em kéo ra giường đầu là lăn tới đó, lăn hết cái giường cái xong lăn ngược lại để em kéo ra em tự đi giặt. Lười lắm. Lười thôi. Không có phụ lười nè, làm phụ vợ làm gì hết trơn. Trong ba cái điều đó thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Bớt vô tư tí xíu, quan tâm đến vợ tí xíu nữa. Chị thấy vậy nè, nếu mà vợ em xinh xắn như vậy á, em tiếc gì mà một ngày á em khen vợ em ít nhất tối thiểu là một lần, em làm được không? Được, tối nào cũng khen mà. Nói sao? Sao hôm nay nhìn em đẹp hơn hôm qua? Ôi, vậy là đâu có vô tư đâu. Tại vì nhiều khi là thấy chồng ít lãng mạn rồi nên là thấy cũng hơi buồn buồn. Giờ thêm lãng mạn đi, đi đốt đèn cày đi cho nóng chơi. Được không? Nha. Rồi, xin cảm ơn hai em và chúc hai em hạnh phúc. Đẹp đẽ giống như cái áo của em đang mặc. Dạ, cảm ơn. Đúng rồi. Dạ, thôi. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó, chụp hình cưới. Tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn hôn, xích vô, hôn hôn. Là do ông thợ chụp hình. Đó, ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm? Cho vợ một chậu lan. Thì có ra bao nhiêu? Từ từ. Dạ cũng ra nhưng mà... Cũng xấu quắc nữa. Không không, cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên chết ngắt rồi. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp tục nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Trời đất ơi, cưng dữ vậy trời. Nhìn thôi là biết anh chồng này cưng vợ, quá lo vậy. Lắng cho vợ rồi. Chào mừng hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý khán giả. Em tên là Trịnh Thị Bích Tiên, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em đó là giáo viên. Dạ, em đến từ miền Tây, đến từ quê hương An Giang. An Giang, trời ơi, An Giang vậy đó, Đồng Hương đồng của hương. Anh. Mời em, tới em. Dạ, xin kính chào anh Quốc Hận và chị Hồng Văn. Em tên là Đỗ Văn Hanh Trâm. Em đến từ Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang. Nghề nghiệp hiện tại của em là kỹ sư ba cùng của trực thuộc tập đoàn Lộc Trời. Đố em biết là gì, ba cùng là gì? Cùng ăn, cùng ở và cùng làm sống. Việc. Cùng làm, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân. Sống là coi như là kết luận là hai cái kia vô một cái thứ ba đó. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người nông dân đúng không? Dạ, dạ. Đó, anh rất muốn nghe về cái chuyện là lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao? Dạ, lần đầu tiên em gặp ảnh là ấn tượng cũng mấy tốt nữa. Lúc đó em là sinh viên của trường đại học, còn ảnh là làm bên
được cử là bên đoàn thanh niên để đi hỗ trợ là công tác tiếp sức mùa thi của cho mấy bạn sinh viên trường đại học An Giang. Cái vô tình em gặp ảnh, ảnh gặp em, nhưng mà không thích đâu. Trời ơi, nó hội tụ những cái gì mà mình không thích không à. Thứ nhất đó là hồi trước là em không có biết gì về cái công việc của mấy anh ba cũng nha. Em không có thích, cực kỳ không thích những cái người mà chạy cái xe mà có cái đuôi con ong ở phía sau á, chứ cái trắng chó ở phía trước không có thích. Và thứ hai nữa là đen. Đen ờ. Mà ốm nữa. Biết tên không? Biết tên luôn lúc đó. Dạ không thèm. Không biết là sao anh có số điện thoại của em, rồi cái nhắn tin với em, nhưng mà cũng chảnh á, không thèm trả lời. Còn em thì sao? Thì khi mà được cộng tác chung với mấy các bạn sinh viên của trường đó, thì trong đó có vợ em, thì thấy thì vợ thì người giỏi, nói chung là vợ em được cái là gọi là cầm kỳ thi họa, thì mấy cái đó là vợ em chắc ăn là nó rất giỏi. Nhưng mà về nhan sắc lúc đó thì còn rồi nào? cái nhan sắc của vợ thì lúc đó đẹp là em hợp luôn đúng không, nhìn là hợp liền đúng là không, ấn tượng đẹp về vợ đúng không? Cũng suy nghĩ ở trong lòng đó, chắc cũng khó cua lắm à. Rồi sao, rồi em cua làm sao để cua được vợ á? Thì cũng nhắn tin là mời, giai đoạn đầu á thì chỉ là mời là đi uống nước thôi, xong bên cạnh hết cái chương trình đó tới thêm cái chương trình là du khảo về nguồn. Lúc này nè là em mới mời vợ, bên công ty của tôi á nó có cái chương trình du khảo về nguồn. Bạn có rảnh không, tôi mời bạn đi tham gia cũng trong ngày về. Từ cái dịp đó thì em mới đi không vợ đi. Rồi xong rồi cái việc đó đó mới biết là vợ thích cái gì, rồi vợ muốn cái gì, rồi lúc mới tìm hiểu rồi mới tặng đồ sao. Chứ ban đầu là chưa tặng đồ. Tặng gì? Dạ tặng cái này hết hồn nè. Tưởng đâu ghê lắm luôn á, ai ngờ đâu tặng cái cây móng rồng bé xíu vậy. Mà sao mình cũng, em lúc em không biết cây móng rồng, em nói mình trông coi nó bông nữa sao chắc cũng đẹp lắm nè. Cái chăm sóc ngày đêm, để ngay cửa sổ tưới nước chăm bón cố cổ ra cái bông vậy thòn vậy đó. Mà cái bông tí xíu à, xấu ơi là xấu, lại càng ghét thiệt. Là ghét thêm, lại ghét nữa. Rồi từ đó tới sau mới thấy cũng vợ cũng không đồng ý, cũng không có thích cây quá, nên chọn là sau lại là tặng cho vợ một chậu lan. Thì có ra bông không? Từ từ. Dạ cũng ra nhưng mà cũng xấu quắc nữa. không, cái lần này cũng đẹp nhưng mà đi học rồi quên chết ngắt rồi. Thì bao lâu để em mới để ý lại anh này? Tại vì ngày nào cũng nhắn tin cho mình hết trơn á. Sáng cái buổi sáng vui vẻ, chưa ăn cơm ngon nghe, tối chút ngủ ngon, mà ngày nào cũng lặp đi lặp lại là dội tin nhắn đó. Dạ, rồi cái bắt đầu mình thích, lúc đó em thích thì em trả lời, còn không thì không trả lời. Cái tự nhiên khoảng thời gian hơi lâu lâu tao mất tiêu luôn. Cái mình cũng thấy, ủa sao bình thường nhắn tin cho mình mà giờ không nhắn tin nữa. Bao lâu, mất tiêu bao lâu? Dạ mất tiêu khoảng 5 ngày. Ủa lẽ mình chảnh quá, hôm nay em nghĩ nhắn tin cho mình rồi ta. Điện thoại lại thì thuê bao nó. Rồi, giận, đổi số luôn chứ đâu. Ai ngờ đâu khoảng nửa tháng sau thì ảnh mới trả lời lại. Thì lúc đó mới được biết là do trong một lần anh đi công tác, về tối anh bị tai nạn giao thông. Cho nên là nằm viện suốt khoảng thời gian đó luôn. Tại em vì lúc đó không có số điện thoại. Đợt đó là em đi công tác trên nhà máy hạt giống, nó cũng tối rồi, đi xa cái mình đuối sức á, buồn ngủ thì cái em té. Thì đợt đó té xong rồi em phải nhập viện cũng gần 10 ngày đến 15 ngày. Là em bị đứt lưỡi. Cái miên mạc ở dưới cái thành lưỡi á là nó bị khuyết vô luôn. Thì em phải đợt đó cũng nghỉ nói chuyện gần cả tuần lại. Rồi lúc đó là được. Em nằm ở trong bệnh viện 10 ngày. Dạ. Rồi lúc này không liên lạc gì với vợ. Không liên lạc gì với vợ. Nhưng mà khi em tỉnh lại thì sao? Khi em tỉnh lại thì em có cái người bạn thì cũng gành về di tính rồi kia. Nói bây giờ đợt rồi á tao có lưu số nghệ tao trong cái danh bạ. Đâu mày là có cách nào mà tao có đăng nhập về tài khoản Google đó, mày có cách nào mày tìm lại giùm tao không? Tức là tìm trên Zalo đó phải không? Dạ. Cái bạn nói mới hết thì mày lo cho mày đi, mày kiếm con ghệ mình chứ vậy. Cũng bạn cũng tốt, nó tìm ra nó rồi có nè, gửi qua từ đó mới cho vợ hay. Tôi đi công tác công việc gì đó rồi cái tôi bị tai nạn. Là lúc đó em mới có cảm tình đúng không? Dạ. Sau cái vụ đó bắt đầu có cảm tình với nhau. Dạ. Rồi cái cũng Tết đến em mới liên lạc với vợ, mời vợ qua nhà chơi để cho biết về nhà của em. Xong đợt đó mới hỏi ý kiến của vợ em, nói bây giờ đặc thù cái công việc của anh á, làm cho tập đoàn Ngọc Trời đó thì nó xa nhà, ba mẹ anh ở nhà thì cũng đã ở ngoài 60 rồi, thì anh có ý định là sẽ cưới em, nếu mà em chấp nhận thì ba mẹ của anh qua để hỏi cưới em.
Vợ suy đi nghĩ lại thời gian sau vợ mới cho hay, không quyết định liền. Rồi bao lâu thì em mới đồng ý là chấp nhận cái lời tỏ tình cầu hôn của anh? Dạ khoảng 1 tháng rưỡi. Rồi ông tỏ tình mình rồi. Ông tỏ tình mình xong ông có hôn mình không? Thôi ông này ông nhát lắm chị ơi. Là sao? Ổng có một lần ổng hôn mà có điều á, ông giả bộ chỉ mình bên kia xong ổng hôn. Rồi xong ông chạy đi, hỏi sao chạy đi vậy? Chạy đi đang chạy vô hôn nữa. À vậy là khôn quá trời vậy chứ. Là hôn má hay là hôn miệng? Dạ hôn má. Hôn má thôi đó. Từ mà lúc mà ảnh tỏ tình cho đến lúc cưới nhau á, là các em cái tình cảm của em là nó tới đâu? Nó tới cái tai, tới má hay là tới cái môi? Dạ tới cái má, tại vì nói chung em cũng khó chịu lắm. Rồi chừng nào mới hôn môi? Tới đó chụp hình cưới, tại anh thợ chụp hình á, anh kêu hôn hôn xích vô hôn hôn là do ông thợ chụp hình đó. Ông thợ chụp hình phải cảm ơn ông thợ chụp hình đó. Thôi nói tóm lại là hai bạn này trong sáng cho tới ngày cưới luôn đúng không? Dạ. Vậy là mấy năm hai đứa là yêu nhau trong sáng mấy năm trời rồi mới cưới? Dạ khoảng 1 năm rưỡi là lúc đó hết rồi. Khi học xong rồi đi làm khoảng nửa năm rồi mới cưới. Rồi bắt đầu là cưới. Dạ. Cưới nay là nhiêu lâu rồi? Dạ gần 4 năm. Gần 4 năm rồi. Dạ. Sau khi cưới thì hai vợ chồng có gặp những cái khó khăn gì không? Dạ thì nhìn chung là ảnh cũng phải đi làm suốt và nhiều khi ảnh phải ở lại trực cơ quan, cho nên là công việc ở nhà thì đa số là phải tự lo. Lúc đó là em làm ở dưới Long Xuyên á, em đi giải Long Xuyên á, cái bắt đầu là mới có chưa được 8 tháng nữa em nghĩ là em chưa có sanh. Mà lúc đó em ở bên nhà mẹ đang tiện dễ đi lại đó. Cái bắt đầu tối em ngủ, tự nhiên là em đau bụng, em bị vỡ ói luôn. Cái là tức tốc là ba mẹ phải chở đi xuống Long Xuyên liền. Cái ba mẹ điện, bóp điện thoại lên, chùm ơi chùm, vợ con đẻ. Xong cái, alo, ba hả? Ủa vợ con đẻ hả ba? Cái ba em mới nói, ừ. Cái tắt máy ngủ thêm 2 tiếng nữa mới chạy ra. Gì đó hả? Ủa sao gì chùm, em lúc đó là em đang ngủ mê hay sao? Ngủ mớ đó. Em thì lúc đó em đi làm, do ban ngày thì em phải xuống nông dân rồi hỗ trợ cái bà con về cái kỹ thuật rồi trao đổi đồng ruộng. Rồi chiều về giống như một ngày làm việc nhưng nó mệt vậy đó, nó đuối quá đúng không? Tối mình ngủ mình cứ nghĩ như vợ của mình thì nó cũng chưa đến ngày đến tháng để mà sanh. Thì tối ngủ thì ông ba ông điện cũng tầm 12 giờ đến 1 giờ cái em cũng nghe, em cứ nghĩ là em nằm mơ rồi em mới ngủ nữa. Ông mệt quá. Rồi bây giờ tới cái lúc mà lấy nhau về nè, có loại tật xấu gì không? Dạ cũng kha khá. Bây giờ dạch chùm ra đi đó. Dạ thứ nhất đó là ảnh yêu công việc của ảnh quá trời yêu rồi, cho nên đó là bớt thời gian yêu vợ lại. Tối về rồi thì thôi đi làm báo cáo hay là nhắn tin công việc gì nông dân điện, rồi hồi mình ngủ mất tiêu. Bỏ qua. Mà thêm vụ này nữa, không bao giờ chịu thêm ăn. Em thì thích ăn ăn vặt, ăn hàng, ăn quán lề đường á. Thôi mệt lắm, đi làm một ngày mệt lắm rồi, đi về ngủ. Rồi bây giờ nè, không ông đi lãng làm mạn. Dạ. Bây giờ đi làm suốt, vợ ở nhà vậy ổng có ghen không? Không biết có ghen không, mà tự nhiên bữa nào cũng đi làm hay là đi họp thứ bảy gì, alo nãy thấy đi đâu á, ai chở phải không, đi với ai? Mà trong khi mình đang ngồi họp trong phòng á. Dạ. Tự suy diễn ra đúng dạ, không? Tự suy diễn. Ghen tưởng tượng là ghen hay là đón đầu. Tính em thì hay chọc dở lắm, tại vì thấy bên cạnh cái công việc thì quá trời nó nhiều việc rồi, ngoài cái chuyện gia đình ra phải cho nó vui vẻ hết. Tính em chọc nên điện chọc vợ cho nó vui ấy. Mà thật ra là chứ rất là tin tưởng vợ. Quan tâm thì vẫn quan tâm rồi. Đó rồi mong muốn ông thay đổi gì? Dạ muốn ảnh đó là hãy tâm sự với em nhiều hơn chút xíu. Em cũng muốn biết về cái vấn đề này vấn đề nọ. Ảnh em hỏi sao anh không nói, cái ảnh nói là nói rồi mất công buồn thêm, nó có giải quyết được đâu. Mà thật sự ra nhiều khi mình không biết á, cái đó mình mới suy khó nghĩ chịu, nhiều khó hơn á. Với lại cái thứ hai nữa là nhiều khi á thì cũng gán ăn đi, dắt ta đi ăn thì không ăn nhiều thì ăn ít cho người ta vui, nghĩ sao không ăn luôn. Còn để vợ ăn không? Dạ. Hiểu được cái mong muốn của vợ không? Em không tâm sự là bởi vì em lo lắng, mình nói ra cái chuyện buồn không biết vợ mình có chia sẻ được không, nhưng không nói ra thì vợ lại càng lo lắng. Dạ. Đó. Rồi bây giờ tới phiên em, vợ em có tật xấu gì không nè? Vợ của em á thì chỉ có nấu đồ ăn là em ăn chưa được. Là tại vì đặc thù á là em xuống dưới cái công việc của em là làm bên Ba Cùng, thì xuống dưới nông dân á thì em thường em nấu ăn nè, em tất cả mọi việc em đều làm được. Bởi vì khi mà vợ nấu ăn thì nó không ngon bằng em nấu. Bởi vì chuyện bếp núc hay là nấu nướng là em hết. Tại vì em nấu ăn ngon. Dạ. Cho nên là em thấy cổ chưa
theo đúng cái chuẩn của mình chứ không phải là cổ nó ăn dở. Dạ. Thêm cái nữa là vợ thì thích ca hát đi ăn vặt, còn em thì đi làm hàng ngày rồi tới những cái việc đó thì em cũng như nó hơi mệt chút vậy đó. Em rồi em là... mong muốn vợ em thay đổi gì? Về cái đề xuất cho sắp tới thì mong muốn là vợ em là săn sóc ba mẹ bên em cho nó tốt hơn, nuôi nuôi dạy con. Còn cái việc kinh tế hay là đi làm những chuyện bên ngoài thì em lo hết. Để anh lo. Dạ. Nói chung là bây giờ tụi em cũng đang là trẻ mà đứa nào nấy trẻ quá trời luôn. Mọi thứ đều mới bắt đầu. Bây giờ thành ra cái nhiệm vụ của tụi em nó bị nhiều thứ quá. Vừa làm nè, vừa chăm con nè, vừa chăm cho cha mẹ nè, đúng không? Cho nên bây giờ tụi em là phải học cái mà phân bổ thời gian một cách cực kỳ khoa học. Em phải tính, ví dụ như bây giờ mình đi làm vậy thì mấy giờ mình sẽ phải thức dậy để mình lo hết được mọi thứ xong. Rồi chiều về á là bắt đầu là mình hốt hụi chót, đúng không? Chứ giờ chồng mình thì cái công việc, đặc thù công việc nó quá cực, gian nắng suốt ngày cực lắm. Chứ mình dạy học trò mình còn được ở trong phòng chứ, còn chồng mình là suốt ngày ngoài ruộng. Cho nên mình phải hiểu cái đặc thù công việc của chồng mình để biết được cái sức của chồng mình nó kham như thế nào là nổi. Được không? Đó, đại khái là như vậy thôi, tụi em phải tự sắp xếp với nhau. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng của Chum đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chúng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim, và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Hai năm nữa, xong rồi lại tiếp hai năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em hỏi bây giờ là có về hay không ấy, không về là thôi luôn. Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải gửi bạn đi cùng. Quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Chín trăm chín mươi chín con hạt giấy phải không nè? Rồi xin chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đinh Tiến Hậu, năm nay em 34 tuổi ạ. Hậu. Dạ vâng. Hậu làm nghề gì? Em hiện tại đang kinh doanh. 34 tuổi rồi đó, mặt dạ, kẻ măng kẻ mắng à? Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, em chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Liên, năm nay em 33 tuổi ạ. Liên là công việc gì? Dạ em đang làm kế toán ạ. Kế toán. Bây giờ nè, anh rất muốn biết cái câu chuyện tình yêu của các bạn lần đầu tiên em gặp cô gái này ở đâu và em ấn tượng gì về cô ấy? Em với vợ em là bạn thân từ thuở thủ bé, hai đứa học cùng lớp rồi, lại ngồi cùng bàn nữa, thành ra là chơi nhà thân. Có ở gần nhau không? Dạ nhà em với nhà vợ em thì cách nhau khoảng mấy chục mét thôi ạ. Mấy chục mét rồi, là hàng xóm luôn á. Học với nhau đến cấp 3. Khi mà rời trường cấp 3 thì em có đi vào trong Sài Gòn, vợ em thì ở ngoài Hà Nội học. Trong quá trình xa nhau thì mới thấy là nhớ, rồi cuối cùng thôi là chết rồi, yêu rồi. Rồi yêu, vâng, đấy là lúc đấy mới nhận ra là mình đã yêu ạ. Còn em thì sao? Cái thời gian mà lúc mà còn nhỏ đó là em có thích bạn này không? Hay là em không ưa bạn này? Dạ, hồi lớp 6 thì bắt đầu là em học chung với nhau, là cô lại phát sắp xếp chung được chung bàn. Là nhìn này khó ghét lắm ạ, ghét là lắm toàn ạ. Có chia bàn thôi, gạch phấn chia bàn, là không có chơi với nhau luôn. Nhưng mà rồi cái lúc mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc ấy cảm giác em sao, có giống bạn này không? Khi mà bạn ấy vào Sài Gòn thì lúc đấy thì bạn em vẫn đang là bạn thân. Thế sau thì cứ một tuần thì bạn em cứ gặp nhau ở trên mạng là 2 lần, và thứ 3 và thứ 6 thì mỗi lần là tranh thủ chat với nhau qua Yahoo á, là 2 tiếng một tuần như thế. Thì em cũng cứ ngày nào cũng mong là đến cái giờ đó để ra chat và để nói chuyện với nhau. Rồi đến khi nào thì mới hết yêu xa? Dạ, tụi em yêu xa là 9 năm. Wow. Chính thức là 9 năm là lúc tính từ lúc mà nhận lời yêu. 9 năm đó là em ở Sài Gòn hết hay em có đi đâu làm việc hay như thế nào mà yêu xa dữ vậy? Dạ, trong 9 năm thì em có 2 năm là học tập và làm việc ở Sài Gòn. Sau đó là em có đi sang Hàn Quốc ạ. Là đi mấy năm? Em đi 7 năm Hàn. Em đi 7 năm nhưng mà là em có về không? Là em ở tuốt ở bên đó 7 năm? Dạ, trong 7 năm thì em có chính thức về, khi mà nói chuyện với gia đình ấy là xin phép gia đình để đi về thì là một lần. Còn 3 lần còn lại là về, trốn về để chơi với lại vợ ạ. Coi như vợ nhớ vợ quá. Dạ vâng. Nhưng mà tụi em siêu quá, là tại vì vậy nè, 7 năm mà dành cho 3 lần thì
nó không dạ vâng ạ, đúng gì hết cho hai người yêu nhau. Wow. Đúng không? Dạ vâng. Thế rồi em sao mà em chấp nhận hay quá vậy? Đầu tiên thì là chơi với nhau lâu cho nên gắn bó tình cảm, thì khi mà yêu xa thì đầu tiên là anh nói là cũng không ý định là đi Hàn Quốc. Mà chỉ là yêu xa trước thế thôi, còn sau khi nào mà quyết định là đi Hàn Quốc thì nói là đi 3 năm thôi. Thì sau đó anh sẽ về, nhưng mà cứ hết 3 năm thì anh lại bảo thế anh thêm 2 năm nữa. Hai năm nữa, xong rồi lại tiếp 2 năm nữa, và cuối cùng đến mà lần cuối thì em bảo bây giờ là có về hay không á, không về là thôi luôn. Nó cũng giống như là định... anh tỏ tình với mình vậy đó. Là bỏ nhau luôn đúng không? Dạ. Nếu mà như vậy rồi cuối cùng mới chịu về. Vậy dạ. Tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Tụi em kết hôn được hơn 5 năm rồi ạ. Dạ. Là được hơn 5 năm hơn rồi. Hơn 5 năm rồi. Dạ. 14 năm. Hai bạn này cả cuộc đời ở bên nhau luôn á. Đó. Thực sự luôn á. Trong cái khoảng thời gian yêu xa như vậy thì chắc chắn nó sẽ phát sinh rất là nhiều việc. Cái quan trọng nữa là cái niềm tin. Dạ, là các bạn từ đâu mà các bạn lại có được cái niềm tin mà để mà giữ cho nhau cho đến coi như là 7 năm trời như vậy. Bởi vì bản thân em ấy là con gái thì em cũng rất là mong muốn là có một người yêu ở cạnh mình. Mỗi một lần mà yêu xa em rất là tủi thân. Ví dụ như là đi sinh nhật bạn này hay đi đâu đó đi chơi thì muốn là có người yêu mình bên cạnh. Nhưng mà suốt thời gian đó thì gần như là không, cho nên là em rất là hay giận dỗi với lại người yêu em. Dạ. Đòi chia tay không? Chia tay có ạ. Bọn em chia tay đến 3 lần. Vậy thì tại sao lại hàn gắn trở lại? Dạ, bởi vì anh nghĩ là lý do là vì gia đình thì em cũng rất là hiểu. Bởi vì em là bạn thân lớn lên từ nhỏ ấy. Cho nên em hiểu về vấn đề của anh ấy gặp phải. Và thứ hai nữa là em nhìn thấy sự chân thành của anh ấy. Đó là em mang đến đây chương trình là một cái bình hạc giấy. Cái bình hạc giấy này thì bình thường thì sẽ là con gái gấp. Nhưng đây rất đặc biệt đó là chồng em gấp. Và trên mỗi một con hạc giấy này, mỗi một ngày chồng em gấp một con hạc giấy và một cái trái tim. Và trên đó đều có những cái lời nhắn nhủ dành cho em. Em có mở ra em đọc hết mấy con giấy này chưa? Dạ chưa. Em mới đọc có một ít thôi ạ. Tại vì mãi đến năm 2014 khi chồng em về nước thì chồng em mới mang về. Lúc đó thì có chồng em ở bên cạnh rồi nên em cũng đọc chỉ một số ít thôi ạ. Còn bây giờ nếu như anh muốn á, em khui ra, dạ. Em mở một con hạt giấy ra em đọc bất kỳ, nghe. Bất kỳ. Dạ vâng. Và em cho anh với chị Vân mỗi người một dạ, con. Rồi. Anh với chị Vân sẽ dạ, mở ra coi luôn. Dạ vâng. Tò mò quá vậy Bin. Dạ. Rồi em đọc trước đi coi ông viết cái gì. Dạ. Rồi xong rồi tới chị tới anh Bin. Dạ. Tính đến thời điểm bây giờ là 12 năm rồi chị. 12 năm. Dạ. Ngày 18 tháng 6 năm 2018. Vợ à, cố lên, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cố lên nhé. Rồi, tới chị Vân đi. Ngày 2 tháng 9, 2008 nè. Đọc coi. Chà, mắt sáng quá ta. Sáng lắm. Ngày 2 tháng 9 năm 2008. Liên ơi, anh nhớ em quá. Ồ, tự nhiên anh xúc động ta. Liên ơi, anh nhớ em quá. Xong thì gọi cho anh đó, anh yêu em. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, sao thế nhỉ? Người tôi yêu đã bị dị ứng. Em hãy cố lên nhé, Liên. Anh chẳng biết làm thế nào, chỉ động viên em thôi. Cố lên, cố lên. Dạ. Nó rất là xúc xếp động. Lại đi cưng, xếp mình đang dạ. Rất được là rồi. Xúc động với những cái dễ thương quá. Cái lời đây là những cái lời mà gọi là sinh hoạt rất là bình thường, những cái lời chút xíu thôi, nhưng mà chị cảm giác lúc đó em ngồi em xếp, em tưởng tượng là em đang nói chuyện với Liên. Dạ. Đúng không? Một mình em cô đơn ở bên xứ lạ dạ, quê người. Dạ. Thế rồi cái ngày mà chồng em về thì sao? Đó là sau khi mà đến biết tin mà chồng mà chắc chắn về ấy, thì rất là sung sướng, phải đếm từng ngày luôn. Xong rồi bắt đầu đi ra sân bay mà không dám đi một mình nữa, là phải cử bạn đi cùng để di ra và đón chồng về cùng. Bạn trai. Đó. Dạ. Rồi cái lúc mà thì cái thấy cảm giác đó từ... là giống như kiểu vỡ òa tim mình. Em về lần nào cũng thế, thì thường thường là hai đứa sẽ chạy thật nhanh đến, xong là ôm nhau khoảng mấy chục giây, xong đó sẽ nắm tay nhau không? Đi về. Dạ, hạnh phúc thì đôi khi có rớt nước mắt ạ. Vỡ òa chứ. Chắc là Liên khóc nhiều nhất đúng không? Và sau đó bao lâu thì cưới nè? Dạ, sau khi anh ấy về khoảng 10 ngày là bọn em tổ chức đám cưới á. Chà, cũng lâu quá. Dạ, vâng, nhanh lâu quá. 10 ngày mới cưới. Cưới liền chứ, bây giờ đi xa quá rồi. Rồi bây giờ là hai đứa là đang sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn gia đình em thì ở Bình Dương ạ. Các em có mấy bé rồi? Mà em có một bé 4 tuổi ạ. Một bé 4 tuổi rồi, dạ. Như vậy là quá hiểu nhau rồi. Vậy dạ. Thì bây giờ nè, cho hỏi nè, dạ. Tật xấu của anh ấy là gì? Dạ. Hả Liên? Lúc mà về rồi thì em cũng thấy là tật xấu của anh ấy là hay quên. Tới lúc mà đưa con đi học nhá, thì con thì ngồi nằm sau với xe mà xem điện thoại nên là không có tiếng động gì cả. Mà đưa con đi học thì quên, đưa lên thẳng lên cơ quan luôn, công ty luôn. Chưa là coi như là dạ. Đưa con đi học nhưng mà đi ra cơ quan luôn. Dạ.
Còn mà ở nhà mà có dặn tỏ anh là sửa giúp em cái gì đấy là tôi bảo lát nữa anh làm nhưng toàn quên. Em mà có ghi lên giấy dán lên tường ấy thì cũng vẫn cứ quên. Rồi tiếp theo nữa. Dạ, cái thứ hai là nóng tính đấy ạ. Nóng tính nhưng mà có bao giờ quát nạt và động tay động chân gì tới em không? Dạ, cái đó thì không nhưng mà nhiều khi mà ở chỗ đông người hay cáu nhân mặt với em lắm. Thế nên là cái đấy là tính xấu của chồng em. Em mong muốn anh thay đổi cái gì? Em mong muốn là anh ấy thì kiềm chế cái sự nóng tính hơn. Và nếu mà em có sai hay chỗ đông người gì đó thì cứ về nhà nói từ từ với em ấy. Với lại đặc biệt là phải cải thiện trí nhớ một tí, tránh quên. Rồi mà em, tới em, cô ấy có tật xấu gì? Vợ em thì chắc là ham ngủ. Hai nữa là ngày trước thì nấu ăn em thấy là cũng ok lắm. Nhưng mà dạo gần đây kiểu là lười nấu ăn. Vâng, vị nó nhạt đi rồi. Đấy, với hai nữa là mỗi lần nấu ăn xong ấy, chén đũa rồi xong nồi là thôi rồi, nguyên một mớ luôn. Ai muốn làm gì làm. Dạ đúng rồi ạ, ăn xong là vắt chân lên xong là bảo em nấu rồi, bây giờ là đến lượt anh là phải dọn tôi, thôi. Tôi là người nấu còn cái chương trình ai dọn làm mặc kệ. Dạ đúng ạ. Rồi nhưng mà vợ em là tánh có nóng hoặc là có hay cáu giống em không? Vợ em thì có cái tật là đang ngủ mà ai mà có động chạm gì đến là hay cáu gắt lắm. Vâng, ngay kể cả đi xe cũng vậy, bật điều hòa mà nó lạnh một chút thôi là cũng cáu gắt lên với em liền. Cáu gắt luôn. Là cáu bẩn á, có là hay cáu bẩn. Dạ đúng rồi đúng rồi. Nhưng mà hồi cái thời mà yêu xa đó là thường là bao giờ chắc thế nào cũng nói anh về đây em sẽ chăm sóc anh, em sẽ chăm sóc, em sẽ lo lắng cho. Còn bây giờ thì sao? Đợt mà em cũng ở bên đấy thì cũng dụ em về nhiều lần bởi vì là về là anh về đây anh làm việc bên đấy vất vả rồi về đây em là đấm bóp, vâng đúng rồi, chăm sóc rồi đấm bóp rồi này kia nhưng mà em thấy là từ được đúng một lần đấm bóp, bây giờ mỗi một lần đấm bóp rồi lại bảo bảo chứ sao trước ngày em bảo là đấm bóp cho anh thì lại nói là thì đợt trước anh về em đấm cho lần rồi thay. Ý là thế, đấm rồi. Lần đó em đấm rồi. Dạ. Em đã thực hiện lời hứa rồi. Dạ vâng đúng rồi, đấy. Bà này quá khôn. Khôn. Dạ. Bây giờ cái nguồn kinh tế là ai là người kiếm về? Dạ thực tế thì là nguồn kinh tế thì em thấy là hai đứa giống hai đứa. Như nhau. Nhưng mà ai là người giữ? Vợ em thích đếm tiền, em lại cứ để nhường hết cho vợ. Và mỗi lần em muốn mua cái gì hoặc em muốn làm một cái gì đó thì sao? Thường thì em cứ mua theo sở thích của vợ em là chủ yếu thôi. Ví dụ vợ em mà muốn máy tập chạy hay là mua cái gì gì đấy là em cũng chủ động hỏi tiền, nhưng mà nếu mà hỏi không được là em cũng chủ động đi mượn tiền để phải tự đi kiếm tiền. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Không được. Dạ không. Em cứ vay mượn xong rồi người này cũng phải trả thôi. Cứ vay mượn người này người kia xong rồi mua xong rồi lại vợ em lại trả. Tại nhưng mà hỏi trực tiếp mà đưa thì lại không, không đưa cho trực tiếp. Dạ em. Vâng đúng ạ. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Bởi vì là trong quá trình sống với gia đình nhà em thì vợ em chưa có hòa đồng được với lại bên nhà nội. Mong muốn vợ em là cải thiện cái mối quan hệ giữa vợ em với lại mẹ em cùng với lại tất cả mọi người trong gia đình nhà nội. Vâng. Rồi. Có nghĩa là hiện giờ là em với vợ em đang sống riêng. Dạ vâng ạ. Mà gia đình em thì ở dưới Bình Dương. Dạ vâng. Còn gia đình của vợ thì ở đâu? Gia đình em ở Thái Bình ạ. Ở Thái Bình, hiện dạ. giờ vẫn đang ở Thái Bình đúng không? Dạ vâng ạ. Bây giờ chị hỏi em nè, lý do gì mà em vẫn chưa hòa đồng được với mẹ chồng, với lại mọi người trong gia đình? Chắc là cũng chỉ là do văn hóa gia đình chồng em chuyển vào đây sớm lâu rồi ấy. Cho nên là sống theo phong cách miền Nam thì nó sẽ thoáng hơn một chút. Còn em thì kiểu ngoài Bắc thì nó sẽ có thể là mà nó phong cách sống của nó hơi khác nhau đấy ạ. Thì bây giờ một tuần hay là một tháng dành 2 ngày trong hai cái cuối tuần về với ông bà dạ. thì một điều nhịn chín điều lành, các cụ có gì đi chăng nữa thì với bổn phận mình là dâu dạ. mình cứ coi các cụ như cha mẹ ruột của mình dạ. để các cụ vui, các dạ. cụ vui thì chồng em cũng vui. Dạ. dạ. Rồi, xin cảm ơn em dạ. đã đến với chương trình. Dạ. 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 Cảm ơn chị. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp ảnh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích. Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì gặp lại anh ấy và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Anh ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Vâng. Dạ. Do vậy em thấy là thôi số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ đúng. Kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài. Mà nó vui vui. Vui chứ, vui chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên.
ơi. Trời ơi. Tái ngộ, tái dạ, ngộ. Dạ lại nè. Tái ngộ nữa à? Tái ngộ là tái ngộ sao? Tại vì em cùng với Ngọc Lan đã đến nhà của hai vợ chồng gõ cửa thăm nhà rồi chị. Xin chào chàng trai nhạc sĩ mắt nai cha cha cha. Xin chào MC vui tính đẹp trai hài hước Quốc Thuận. Đã từng làm nền cho chị Thúy Nga hát bài mắt nai cha 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 và suốt thời thanh xuân của ảnh. Thanh xuân của mình là gắn liền với mắt nai cha cha cha, cha, cha. Và cái mối tình đơn phương vẫn cũng gắn liền với mắt nai cha cha cha. Cái đó là lỗ. Tới bây giờ vẫn còn yêu chị Thúy Nga. Ai đó là bạn đừng nghe cô ấy nói nha. Đừng nghe những gì cô ấy nói. Cái phần cuối, cái phần mà yêu thầm Thúy Nga là không có nha quý vị. Bữa đi ra chợ có người hỏi rồi kìa. Chị Luân rất may mắn được ngày hôm nay đến với chương trình, gặp anh Thuận, chị Hồng Vân, dẫn bà xã tới để có những cái chia sẻ tạm gọi là vạch mặt cho người xem. Gọi vạch mặt mà ở đây thú vị lắm. Cái cô gái bên đó thiệt á, quá là xinh xắn vậy đó à. Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi qua chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Liên Thảo, hiện tại thì em đang làm công việc là MC dẫn dự sự kiện, cũng như là em làm giáo viên. Hiện tại thì em cũng với cả anh Luân là đang có một công ty tổ chức sự kiện nữa. Cưng nhiêu tuổi rồi nè? Dạ vâng, em với cả anh Luân là anh ấy sinh năm 82, còn em sinh năm 94. Cô hay gọi là cổ là con chó con, em là chó già. Ê cái cặp này bắt trend kịp ghê á. Bắt trend sao chị? Bắt trend sao nè, bắt trend ra nè, nó nghe cái nè. Tại vì ngày xưa lúc mà quen nhau thì anh ấy hơn em một con giáp này. Đã thế anh ấy còn kiểu rất lo lắng, chu cấp. Xong rồi lo tất tần tật từ cái ăn, cái mặc. Nói chung là cái gì anh cũng lo, cho nên đúng là như một người anh, một người cha vậy đó. Một người cha, một người anh, một người bạn. Và đôi khi là em hay gọi đùa anh ấy là Sugar Daddy, còn em trời là Sugar Baby. Đó, bắt kịp trend dễ sợ. Sugar Daddy, Sugar Baby. Dạ không, mặc dù em nhiều tuổi nhưng em vẫn trẻ và em không đồng ý với kiểu đấy. Em vẫn là Sugar Baby. Ồ, dạ. Vậy cuối cùng là ai là Sugar lớn? Sugar Mommy. Trời ơi, dễ sợ quá. Nhưng mà nói nào ngay nha, chị nói thiệt, hai đứa nhìn rất là xứng. Rồi bây giờ tới bạn giới thiệu về mình. Dạ, kính thưa hai MC xinh đẹp. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, em tên là Sĩ Luân. Dạ, em sinh 1982. Em là Sugar Baby của Sugar Mommy. Như vậy thì là em gạn lọc khơi trong, em tìm được cái Mommy Sugar của em là ở cái nhánh nào trong công việc của em? Dạ em tìm được cổ trong chùa. Em biết. Em biết. Bữa nay chị mới gặp được bé này á, chị không tưởng tượng rồi, nó xinh xắn mà nó đẹp như một công chúa vậy mà trời. Mà lại chấp nhận luôn. Là có baby rồi luôn hả? Dạ vâng ạ. Cổ đã gài em rồi chị ạ. Trời ơi, công chúa nhỏ được nhiêu rồi? Bé hiện tại là được 6 tháng và bé hiện gần nặng gần 8 kg và rất là kháu khỉnh, dễ thương. Và đặc biệt em hay gọi là hoa hậu thân thiện, bởi vì bé rất là hay cười, gặp đúng ai cũng vậy. Cười và ít bữa khi là khóc gặp lắm em ạ. Thôi đó mà đã cười sặc sủa luôn. Cười rồi. Khi em đi chùa làm cái khóa tu mùa hè, gặp một cô gái mặc đồ lam không mấy cấp gì cả, mà cổ quét dọn lau chùi này kia rồi phục vụ các ca sĩ, thấy thương quá. Ồ vậy đó. Và hả? Ở trong chùa nhiều ngày để phục vụ khóa tu khóa lễ, thì em thấy là đây là một cô gái có một cái sự tinh khiết trong tâm hồn, và những người trẻ mà cống hiến sức của mình cho cộng đồng, đó là cái điều rất tốt. Thì em cảm nhận đây là một cô gái có cái điểm chung với mình. Em không ngờ là sau đấy cổ đã cua em. Tại sao lại có một cái phản ánh giật đó, đó. Là sao em? Em có cua ổng không? Người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà đàn ông thì yêu bằng mắt. Em thì lại yêu anh ấy từ cái mùi hương của cơ thể anh ấy cơ. Tức là lần đầu tiên khi mà gặp nhau ấy, là em thấy sao anh này nó thơm gì đâu, rất là thơm. Và sau đó em ấn tượng nhất đối với anh Luân đó chính là cái sự giản dị của anh ấy. Bởi vì anh là một người nổi tiếng, nhưng mà gặp ai anh cũng rất là hòa đồng. Anh cũng chào hỏi mọi người một cách rất là dễ thương. Và anh ấy chủ động là làm quen với em luôn. Em cảm thấy rất là ấm áp. Và sao ta, tiếng sét ái tình đúng không ạ? Em có ý kiến này nữa. Em quý cô ấy nhưng mà cô ấy chủ động tấn công em. Tấn công bằng cách nào? Bằng nhiều hướng. Có nghĩa là sau đó hay là tại thời điểm đó luôn? Dạ sau đó chứ. Nhưng mà trước đó em có biết anh này chưa? Em biết anh ấy từ hồi mà còn nhỏ, em đã nghe nhạc của anh rồi. Hồi năm lớp 8 mà em được bố cho vào trong này để chơi. Tại vì ngày xưa là em ở Hà Nội. Thế là em đi vào Thảo Cầm Viên thì em vô tình em bắt gặp anh đang hát trong Thảo Cầm Viên. Thế là em đuổi theo anh ấy để xin chữ ký. Nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả, mất tích.
Vài năm sau em vào Sài Gòn em sinh sống và lập nghiệp thì là gặp lại anh ấy và giống như là một cái cơ duyên, một cái định mệnh của cuộc đời mình đấy ạ. Em được gặp cái người trong mộng của em, em được gặp cái người mà gọi là giống như em yêu thầm, mà lại bây giờ em lại gọi là giống như là em chiếm hữu được toàn bộ người ấy, từ thể xác lẫn tinh thần, vật chất lẫn, phải nói là chiếm hết luôn đó, đúng không? Mà nhiều khi đúng mà thực sự là em không bao giờ tưởng tượng được là Sĩ luôn lại là chồng của mình. Khi mà em nghe như vậy em đã không? Tức là trái tim em nó giống như là... Nó thực sự là mình dùng cảm giác là nó vui sướng gì cực kỳ. Đúng vui không? Mà nó còn sướng nữa. Vì mình không nghĩ là một cái người mà thương mình lại là một cái người hâm mộ mình từ nhỏ như thế. Cho nên là ông Tơ bà Nguyệt là có thiệt nghe mấy đứa. Cái lúc đó là đã yêu chưa? Lúc đó thì thật sự là quý thôi chứ chưa yêu. Chưa yêu đúng không? Nhưng mà mình thấy là một cái cô bạn trẻ, mình toàn là bỏ xứ mà vào trong một cái vùng đất mới lập nghiệp và chịu khó. Ngoài cái việc buôn bán này kia, ngoài đường, ngoài xá, dành thời gian đi học, rồi còn đi vô chùa làm công quả, rửa chén, rửa bát, làm tất cả mọi thứ phục vụ mọi người, thì bản thân em cảm thấy là một cái sự yêu quý. Mình có cảm tình. Yêu thì mà không thể lúc đầu mình gặp nhau mà yêu được liền. Rồi đến khi nào thì mới là chính thức yêu nhau? 6 tháng sau là yêu nhau. Thực sự đến tận bây giờ cái khoảng thời gian mà em nghĩ là em vẫn còn thấy sợ, đó chính là khi mà em vào Sài Gòn thì mọi thứ đối với em rất là mới mẻ. Em không hề có một người bạn ở đây. Thực sự là lúc đấy em rất là cô đơn và lạc lõng, thì em chỉ còn cách là đi lên chùa để có thể là làm công quả, cũng như là mình có một nơi để mình nương đi về đó. Và vâng, có một nơi để mình nương tựa. Lúc đấy em không có một đồng nào trong người cả. Em quen một cô bạn ở trên chùa, cô mới bảo là thôi mấy giờ mày không có tiền thì mày qua nhà tăng mày ở tạm, mà nhà của bạn ấy khoảng 20 mét vuông mà có ba mẹ con ở. Không có tiền thế là bắt đầu mới đi bán cái điện thoại của mình, bán được 200 ngàn, rồi hàng ngày đi bán sim dạo ngoài đường vậy đó chị. Xui ở cái là cái chỗ mà em làm thì nó lại giật tiền của em, nó không trả tiền cho em. Khi mà em thiếu tiền quá thì là em đành phải vay tiền bạn thân của em ở ngoài Hà Nội, thì bạn chuyển tiền cho em. Thì khi mà em ra ngoài ngân hàng em rút tiền thì cái thẻ nó nút vào cái máy của em, cái thẻ ATM của em. Thế là em không có cách nào khác, em đi ra ngoài ngân hàng để em cầm chứng minh thư đi để rút tiền, thì em để cái điện thoại trên bàn, thế là trộm nó cướp mất luôn. Rồi em không để ý. Số đúng nhỏ. Thế xong rồi không có tiền mà không có một cái gì cả. Xong rồi vô tình em gặp anh Luân như một quý nhân phù trợ. Em phải dùng từ quý nhân phù trợ bởi vì anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự là nếu mà không có anh Luân thì em không biết phải là sống như thế nào trong khoảng thời gian đấy. Không biết làm sao cái ơn này mình trả hết nữa. Thôi bây giờ dùng tâm thân này để trả. Thôi cứ lại đi à, thí chủ à. Trời ơi, nhưng mà số xui đó, cô này gặp nhiều cái chuyện xui. Như vậy là hai bạn là yêu nhau mấy năm rồi? Yêu và cưới luôn là bà mấy năm rồi? Dạ, từ 23 tới bây giờ. Luân với Thảo là đã hình như là chưa kết hôn đúng không? Dạ, kết hôn rồi nhưng mà chưa cưới ạ. Đăng ký kết hôn thôi. Dạ, vì chúng em cố gắng đám cưới nhưng mà chúng em không chiến đấu lại con virus. Con virus. Đúng ra là trong năm nay. Dạ, thì là nhưng mà trước khi mà dịch xảy ra thì tụi em có làm một cái lễ hàng thuận tại Thái Lan. Chị đang muốn hỏi rồi, em bé thì sao? Em bé ra đời trong hoàn cảnh như thế nào? Dạ, trong hoàn cảnh tai nạn ạ. Tai nạn sao? Cô ấy với em thường xuyên đi du lịch và bụng cô ấy không có tốt. Nhiều khi là 5 lần đi là coi như 2 lần vô bệnh viện. Là ăn nó không tiêu. Thì sau nhiều lần ở bệnh viện thì là cũng đau bụng em như bình thường. Rồi cô ấy chuẩn bị đi Anh du học. Là bé này á, đang chuẩn bị là đi Anh. Đi Anh, dạ. Nhận cái show cũng sau đó cũng cả năm đã trời. Đã ký hợp đồng với cả khách hàng rồi. Sau đó thì đùng cái là cầm cái tờ giấy và cô khóc như mưa. Ướt cả cái tờ giấy. Anh ơi. Ơi, em có em bé rồi. Ồ vậy hả? Hôm đấy là chỉ nghĩ là anh đưa em đi bệnh viện, chỉ nghĩ là để khám nội soi xem là có gì không. Thì nhưng mà bác sĩ nhất quyết là bảo là thôi siêu âm trước đi để xem là có em bé hay không đã. Sau đó thì trời, giống như là một cái tin động trời làm em đứng hình phải mà rất là lâu về sau em mới có thể tỉnh táo rồi, mà em bước ra khỏi cái giường bệnh rồi để em xuống em đưa kết quả cho anh. Hay là em đưa cho anh tờ giấy thì em quay mặt coi đi, anh nhìn đi. Nhưng mà còn Luân thì sao, khi mà Luân Luân có rung không? Luân cầm tờ giấy đó Luân ấy thì phản ứng em thế nào? Em thì mẹ nuôi của em bác sĩ Nguyệt là bác sĩ trưởng khoa ở bệnh viện Vạn Hạnh, thì em đang ngồi nói chuyện với mẹ rất bình thường, thế là mẹ với em đều phá lên cười chúc mừng. Thì là mẹ cũng nói là mẹ thấy con 40 tuổi rồi sao mãi không thấy mày có vợ có con nữa, cho nên cái việc là thay vì có em bé là người ta sẽ bất ngờ thì hai mẹ con vui chúc mừng mày không bị vô sinh, mẹ em chúc mừng em. Nhưng mà trước đó là Luân có bao giờ sợ là mình bị mình bị cái đường con cái không? Cũng sợ á, tại vì xung quanh em bạn bè đa số là không sinh được,
Và có những bạn học trò của em kết hôn 10 năm cũng không có con. Và các ca sĩ học trò của em thì đôi khi định cư ở Mỹ một năm mà về đây vài lần để làm thụ tinh nhân tạo. Làm tới 4 lần thì mới được em bé hết tỷ mấy. Do vậy em thấy là thôi, số phận mình cũng vậy rồi, không thể có được. Đây có nghĩa là chính vì vậy mà em không có ý định giữ gìn đó phải không? Dạ, đúng. Kiểu rồi. Như là không kiêng khem gì hết. Dạ. Thả luôn. Em nghĩ là mình không thể nào mà có em bé được. Mình thấy nó vừa hài hài mà nó vui vui. Vui chứ, vui chứ em. Rất vui mà nó bị sốc. Nó bị sốc thật sự. Cả cô ấy và em cũng sốc. Tại vì cái plan của hai đứa thì có thể là 5-7 năm sau mới có. Còn bây giờ là còn quá nhiều công việc và hai người đang ở trạng thái độc thân. Nhà ai nấy ngủ. Công việc xong về ngủ, Lan đang ngủ không lo gì cả. Thì có em bé là một cái trách nhiệm hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới. Và trước đó là hai người là ở riêng. Trước đó nha, nhà trước, trước kia ở... có baby á, là ở riêng. Nhưng mà sau khi mà phát hiện có em bé rồi thì là hai người có thay đổi không? Lúc baby trong bụng thì đã thay đổi rồi. Đúng rồi. Là quyết định về ở chung để mà Luân tiện bề chăm sóc, đúng không? Em biết mình có em bé thì phản ứng của bố như thế nào? Bố em thì chắc chắn là bố em không vui rồi. Và không hề đồng ý cái việc mà chưa kết hôn mà đã có em bé thì rất buồn về chuyện đó. Chắc chắn rồi, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì bố em... Bây giờ thì bố cổ yêu em hơn yêu cổ. Rồi. Nghĩa là bây giờ hai bạn đã ở chung một nhà ở quận 7 và chương trình gõ cửa thăm nhà đã ghé thăm nhà rồi. Rồi, thôi bây giờ mình qua cái phần 2 đi. Bà ngoại tuyệt vời lắm. Mục đích của hai người... là lên đây để mà kể tội nhau nè. Chương trình phần 2 tố cáo vạch mặt nhau. Mình dùng cái từ vạch mặt đó. Đâu? Từ em đi Liên Thảo. Vạch mặt tật xấu của ông là gì? Tật xấu của anh. Anh luôn á, anh ấy bị bệnh phong thấp cho nên là anh ở rất sạch. Chính vì lý do đó buổi sáng nhiều khi là hai đứa ở với nhau thì em buổi sáng em hay bị đau bụng. Mà anh Luân anh ở trong nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ. Em bảo là anh ơi xong chưa cho em vệ sinh đi vệ sinh với. Mà anh ấy đi vệ sinh mấy tiếng đồng hồ luôn. Nhiều lúc mà em mót lắm mà em... Đi vệ sinh mà mấy tiếng đồng hồ luôn á luôn. Dạ thường em hay viết nhạc trong ý tưởng trong lúc mình tắm. À bữa nay mới biết được nha. Nó sẽ thoải mái ra ý tưởng và dĩ nhiên là có hai phòng tắm mà. Thì cũng cứ dành cái phòng tắm dưới với em. Phòng trên cũng có không đi. Ủa nhưng mà cái bài mắt Natasha là ra đời trong toilet luôn hả? Dạ ở ngoài thưa anh. Ý tưởng thì ở trong nhưng mà nó ở ngoài. Phải ra ngoài. Rồi tiếp tục. Còn thật xấu vậy nè. Có một khoảng thời gian là anh bị tai nạn và bị mất trí nhớ. Chính vì lý do đó cho nên bây giờ tận bây giờ anh rất là hay quên. Hồi mà mới quen nhau, đang quen nhau thì hẹn em đi chơi. Alo em bảo 10 giờ anh đến đón em nhé. 11 giờ em không thấy anh ở đâu, em mới nhắn tin không thấy anh trả lời. Cái 12 giờ em gọi điện, alo anh đang ở đâu đấy? Hả, anh mới ngủ dậy, hôm nay có gì không em? Xong em bảo là, ủa hôm nay anh hẹn em đi chơi mà. Em đang rất là đói, em đang đợi anh đưa em đi ăn đây. Ủa vậy hả? Sao anh không nhớ ta? Thật là anh ấy rất là hay quên. Thậm chí là vừa mới ăn xong một lúc sau đến chiều anh ấy đói là ủa như sáng mình ăn chưa ta? Không nhớ là đã ăn hay chưa nữa. Cái tai nạn đó mà bây giờ mà anh ấy như thế này là anh là siêu nhân rồi. Đúng rồi. Cho nên rằng cái đó là mình gác đi không phải thật xấu nữa. Nhưng mà bây giờ có cải thiện được không Lương? Dạ phải lưu vào điện thoại. Thì cũng muốn mua cái gì đó hẹn gì phải lưu vào điện thoại. Liền. Dạ. Tôi cũng vậy. Nhưng mà khổ. Tôi cũng bị luôn hả? Luân. Ghi hết, anh mua này cho em nhớ nha. Xong ghi hết. Nhưng mà quên đến chỗ mua. Quá chuẩn luôn. Có những khi mà em bảo là ủa, sao anh chưa mua sữa, chưa mua tã cho con vậy? Ủa, em có nhắn anh mua tã hả? Có, anh kiểm tra tin nhắn đi. Anh quên mất. Cái lúc mà em mang bầu á, anh ấy thấy em bầu vất vả quá. Tại vì nặng quá. Rồi còn đau nhức tùm lum. Thì anh luôn anh thấy thế, anh ấy bảo là sao bầu cực quá thì thương quá mới nói là thôi em chỉ cần việc đẻ thôi, đẻ ra thì tất cả anh lo. Ôi em hy vọng mấy câu nói đấy lắm, cho đến khi đẻ em bé ra anh ấy đi mất hút, không thể ở nhà. Cũng thông cảm cho anh ấy bởi vì là ngoài việc là vừa là chồng vừa là cha ra thì anh còn làm quá một người gì? Nghệ sĩ lại còn rất là nhiều công việc, cho nên là cái khoảng thời gian dành cho gia đình rất là ít. Và chính vì thế cho nên là dù mà mới sinh em bé xong cho đến tận bây giờ thì em cũng phải là đa phần là em là người chăm em bé nhiều hơn chồng em. Và em cũng mong là chồng em có nhiều khoảng thời gian hơn dành cho hai mẹ đó con là phần mong muốn. Đúng không? Mong muốn luôn. Em mong muốn thay đổi luôn đi, mong muốn luôn đi. Mong muốn là chồng ơi, bây giờ thì vợ biết là chồng là một người rất là thích làm từ thiện này, rất là thích làm những công việc xã hội. Tuy nhiên thì hai mẹ con rất là cần anh
có thể nào mà bớt chút thời gian quý báu của mình để về nhà và chơi với con nhiều ăn hơn cơm, được không? Chơi với vợ, chơi với con. Vô điện thoại nha, em phải lưu cái câu này vô điện thoại. Chơi với vợ con mỗi ngày. Thậm chí là có những ngày em nằm em chăm con mà em mệt quá em nằm ngủ thiếp đi. Thế là em nằm ngủ em nằm mơ luôn, em nằm mơ là anh ấy về nhà luôn ý. Nhà em mỗi lần mở cửa ra thì sẽ có một cái tiếng tò tí te. Thế là em nằm mơ là có tiếng mở cửa của anh ấy về, xong rồi anh sẽ nói là ba đây ba về rồi đây. Nhưng mà em nằm mơ về xong một lúc sau 5 phút sau là em thấy có tiếng mở cửa về. Trời em mừng quá, em mở mắt ra em chạy ra, hóa ra không phải là anh Luân mà là mẹ em về. Trời ơi. Trời thương quá mà trong giấc mơ cũng thấy luôn đó. Mong đó. Rất là mong về luôn ấy ạ. Rồi bây giờ tới Luân. Dạ. Tật xấu của cô gái xinh đẹp này là gì? Một cái tật xấu khủng khiếp đó là luôn luôn lấy tiền của em. Luôn hỏi là hôm nay em đi làm về có mệt không? Có kiếm được nhiều tiền không? Đến tháng lãnh lương chưa? Đưa em để em cất vô két. Và em luôn mua cho cô một két bự thật bự để trong phòng riêng của cô. Và hàng ngày cô mở ra mở vô và cô đếm luyện tập đếm hoài như là luyện tập luyện tập vì cái luyện món rồi. Nhưng cái điều hay là khi mà em đưa tiền cho cổ thì nó lấy còn lại rất khó. Dạ không, nó còn nguyên. Sao em cứ đem tâm trạng của em mà em áp đặt cho mọi người vậy đi, khổ ghê á. Hỏi mình hỏi mà lấy tâm trạng của mình hỏi á, tức là hạ tiền đưa đi rồi là khỏi lấy lại ha. Riêng về trường hợp mắc nai cha này nha. Cái tật xấu là thích giữ tiền của chồng. Nhưng là cái điều lạ là khi mà em cần cô lại đưa. Bất cứ gì là cô tin tưởng là em sẽ làm những cái điều đúng, những cái điều tốt. Còn những cái tật mà đáng yêu cỡ vậy trẻ nữa con không? Ví dụ như là thích chơi mấy trò mạo hiểm, cái trò đu quay chổng đầu lên. Rồi vậy là giống Bí Ngô y chang luôn. Hay đó. Là đứng trên cao lao. Bí Ngô nó có 12 tuổi thôi đó. Vậy là không thấy sự nguy hiểm. Mình nhìn thấy là thôi, lỡ khi nào mà thang nó hư hay là ốc nó rớt ra mình té cha xuống rồi thôi không chơi. Đúng là tâm lý của người cha đó. Không, đúng là tâm lý người cha với người mẹ mà nhìn con chơi nó sợ lắm, nó đòi. Còn bà này là cứ vô là mua vé mua chơi, nghĩa là mới thấy bà ở đây mất tiêu rồi. Này mà đâu rồi. Cô này là thuộc mua thích khám phá, thích rừng rú, thích đi phượt đi này kia. Còn đứa em nó nít mẹ em ơi. Em thì không, mình phải vì an toàn uống trà đánh cờ nho nhã cha một sở thích rất ư là trẻ trung đó. Trẻ trung á, trà đạo đồ này cái nọ. Rồi nè, có vô tư không và có bao giờ bị dính lừa không? Đó, ai bị ai bạn này, cô này bị ta lừa hoài. Giờ mong muốn thay đổi rồi, gì em mong muốn cổ thay đổi gì nè? Em mong muốn là cổ sẽ ít nhằn chồng lại. Em rất muốn là cổ có một cái cuộc sống nó đầy đủ, do vậy mình phải làm việc. Và em nghĩ là cái làm việc không phải là cái trách nhiệm của mình không đối với gia đình, mà đối với đối tác của mình. Cái thời gian dĩ nhiên là trong ngày lúc nào mình rảnh là mình 3 giờ em con liền. Hy vọng là bà xã em sẽ không sao chưa về nữa thế nào để cuộc đời em bớt khổ. Chị hiểu được cái quan điểm của em nhưng đồng thời chị cũng hiểu được cái tâm trạng của Thảo. Em chưa quen được cái cuộc sống gia đình hôn nhân nó phải như thế nào. Nhưng bây giờ là nó đã ở trong quỹ đạo đó rồi, mặc dù em chưa muốn. Nhưng em phải chấp nhận là cuộc sống của em bây giờ, em, gia đình em là cái nơi cần em nhất. Xã hội cần đến em, mọi người cần đến em. Nhưng cái người cần em nhiều nhất là vợ và con của em. Mọi người nghe có vẻ giống như là em đi làm suốt này kia. Thực sự nhu cầu bà này nhiều. Cái nhu cầu bà đòi hỏi em nhiều chứ không phải là em đi suốt khổ không, quá. Thì cái đó là chị không biết, cái đó là nội bộ của hai đứa tụi em. Cô nhưng... thấy chưa? Cả cộng đồng xã hội nhìn tôi với một thằng đi làm hoài không về với vợ con. Trời ơi tôi khổ quá. Thật ra đâu phải là đi làm suốt, là do là vợ đòi hỏi nhiều và muốn thêm, đúng không? Lúc nào cũng muốn chồng mới xuất hiện ở nhà. Cô này có một cái tính vậy. Nghĩa là chồng là gì? Là phải ở nhà. Hai vợ chồng phải về thỏa thuận lại. Thỏa thuận lại phải thỏa thuận lại trước khi vạch mặt nhau trên sóng truyền hình. Để mọi người không hiểu như mưa. Khóc như mưa. Ta không hiểu là chắc cha này đi suốt không thấy về. Trời ơi. Ta yêu là lúc nào ta cũng muốn vậy. Nhưng mà bây giờ không những vợ yêu, còn con yêu mình nữa. Riêng cô bé kia là cô yêu em đó. Cô không yêu mẹ cổ. Và mẹ cổ thường xuyên chửi cổ và em. Hai cha con mày mặc bánh bao như nhau. Cảm ơn Sĩ Luân, cảm ơn Liên Thảo. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nha. Xin cảm ơn hai bạn. Em hát thử anh nghe đi. Trời, cái bãi vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Cua trong bao lâu á thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là một tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu
không có trả đâu. Mấy bạn trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ông đổ thì ông đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Dạ, từ khi mà khoác cái này lên là cái hiện này nguyên hình đầu... Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Mời cặp vợ chồng của bạn giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân. Hôm nay Trung và Thanh cảm thấy rất là hạnh phúc khi tham gia chương trình, bởi vì đây là một chương trình rất là yêu thích với Trung và Thanh. Trung có thể giới thiệu kỹ hơn về công việc của em hiện giờ. Dạ, công việc của em là thiên về sáng tác và âm nhạc thôi. Còn bà xã? Dạ, em tên là Trần Kim Thanh. Hiện tại thì em đang làm quản lý của một nhà hàng. Dạ, em 26. Hai em là biết nhau khi nào? Tụi em biết nhau năm 2010. Thì lúc đó là tự nhiên cái em rảnh quá, em phải tìm cái gì đó học để nó hết thời gian. Cái là em mới nghĩ ra là đi học hát, nhảy múa. Cái em mới hỏi bạn thì bạn cũng giới thiệu cho em là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hồng Di. Thì ba nhạc sĩ đó là nổi tiếng, với lại chắc dạy hay lắm mới nổi tiếng. Em cũng nghĩ như vậy á. Xong cái em mới nhờ bạn xin số. Em gọi ổng, em hẹn ổng để gặp mặt để nhờ ổng dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát. Dạy hò dạy hát trong cuối cùng. Dạy hò dạy hát. Đúng không? Nhưng mà học được lâu không? À, em học được lâu không? Dạ em học có ngày vậy. Có ngày luôn. Trời ơi, một ngày chắc hết hồn một thầy luôn. Dạ, dạ không, cái ông thầy này chậm lắm. Em hẹn mấy bữa luôn, ổng mới cho em được tiếng để gặp. Gặp xong cái ổng nói đi. Gặp ổng mình cũng bị choáng váng, mình không nói được luôn. Tại sao lại choáng váng? Nó đẹp mà nó cũng hơi lạ lạ. Rồi lúc mà em gặp vợ em á, cái cảm giác em sao? Lúc đầu em thấy dễ thương thôi. Cái em muốn coi cái nói gì trước. Giờ cái ngồi nói chuyện rồi nói là em muốn học hát. Em mới hỏi là em hát thử anh nghe đi. Rồi cái bả vừa cất lên một câu. Cái ông nói là thôi được rồi, em đừng hát nữa. Cái ông suy nghĩ. Cái xong ông anh khuyên em đừng nên đi hát. Em hát lại lần nữa đi, dạ, để cho anh nghe đi. Anh cho anh nghe, dạ, đi. Thôi, đi. Thôi, em hát cái gì mà. Ở lúc đó có hai người à, còn bây giờ đông lắm mà em. Đông lắm mà đông. Không sao đâu, ở đây không ai nghe đâu thiệt á. Không, đó, thôi anh ơi, từ khi anh nói vậy là em bỏ luôn ý định học hát. Lại hát một câu thôi mà. Thôi nghe, hát câu đi. Một câu một thôi, chị muốn thực sự là coi lý do gì á mà Trung nói em đừng có theo người hát. Đi hát không? Hát câu rồi đành. Ê, ông đang xuống. Hát đi Thanh. Hát đi. Thôi cho anh càng nữa đi. Em mất rồi em không hát. Có một cái hát hát rồi. Thôi em dạy cho em xin phép hát một câu trong bài Mộng Thủy Tinh. Mà đúng ngày rồi. Xưa em khơi lại cái nỗi đau của em. Lê chân buồn thương trên đường khuya, trên lối xưa. Đó. Ý ra. Là cũng có kiểu đó gì á? Cũng... Không nghe, chị thấy là hát không có dở nha. Dạ. Em nó khai thật đi, lý do gì mà em khuyên vợ rồi, em là cái này là em biết là sau này cưới về ổng mới khai thật cho em á, là không phải ông em hát dở. Mà ổng nói em là hát giống cải lương á, ổng không có dạy cải lương. Không phải luôn, em nói lý do đi chung. Dạ, nói có hai lý do đi thôi. Lý do thứ nhất á, là giọng của bạn này á là hợp với dòng dân ca hơn. Lý do thứ hai á là em nói thiệt là em cũng có hơi có cảm tình với bạn này. Mà thấy bạn này cũng ngây thơ mà nó non nớt lắm. Nên em không muốn bạn này dấn thân vào. Đó, ta gặp một cái là người ta đã thấy sấm sét ở trong lòng người ta rồi, người ta muốn giữ riêng cho người ta rồi. Sau cái buổi mà từ chối đó thì hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không? Sau cái buổi cà phê đó là em thấy là hơi buồn buồn rồi. Cái em nghĩ là chắc là không gặp mình nữa đâu. Cái tự nhiên bà rủ uống cà phê xong ăn cơm nha anh. Nghĩ chắc ngày mai không gặp nữa đâu. Cái đồng ý cho bà vui. Cái ăn cơm xong rồi nói chuyện trên trời dưới đất khác thấy cũng vui. Cái sau đó là tự nhiên hứng nhau rủ đi coi kịch. Cua trong bao lâu á thì thổ? Một tháng thì. Một tháng là... Mà một tháng cua ổng em tốn kém dữ lắm. Mà tiền ăn uống em trả hết, ổng đâu có trả đâu. Mấy bạn trẻ bây giờ khờ lắm. Rồi xong rồi cái lúc ổng đổ thì ổng đổ làm sao? Bữa đó em nói là ở nhà đợi em nha, em qua đón. Cái em đi taxi qua nhà ổng, cái em chở ổng ra ngoài Phương Trang. Lên Đà Lạt chơi. Em đi ăn tối thôi rồi về. Trời rồi chở thẳng ra Phương Trang em luôn. Em kể tiếp đi. Xong rồi ra Phương Trang luôn, hỏi cái gì đây nè. Tự nhiên đi lên Đà Lạt luôn. Rồi, bây giờ chính thức yêu nhau là khi nào? Là sau cái chuyến đi Đà Lạt? Dạ, vâng. Sau chuyến đi Đà Lạt. Vậy, khi mà yêu nhau thì
hai đứa có vui vẻ hay là có cái gì bất chắc chắn là phải ghen rồi. Dạ không, lúc đầu không ghen cho nên em mới thương. Ồ dạ giờ ghen rồi, bây giờ biết ghen rồi hết thương. Rất là tâm lý, đi đâu không hỏi gì hết, em làm gì cũng không dám ý kiến gì hết. Cho nên em mới đây là một cô gái tâm lý, cô gái biết thông cảm, biết chia sẻ, hiểu, thương. Rồi bắt đầu lộ ra nguyên hình nguyên trạng. Lộ, lộ nguyên hình. Và từ khi mà khoát cái này lên là hiện nguyên hình. Hiện sao chung? Thì anh thấy yêu quái hiện sao là y vậy đó. Có thể gọi là vỡ mộng không chung? Bình thường thôi, tại vì cái môi trường em làm việc là em cũng tiếp xúc với lại nhiều bạn ca sĩ, nhiều bạn người mẫu xinh đẹp. Nhưng mà thường vợ em ghen như thế nào? Cấp độ mấy? Dạ, cấp độ là tự kỷ, tự dằn vặt. Tự dằn vặt rồi mặt như cái mền. Cái mền. Dạ, chứ không nói, không ý kiến, không... Có nhíu, có ngắt. Sao anh, sao anh? Nhưng mà em thấy á là em ghen á là em thấy em hiền lắm luôn á. Em ghen á là em sẽ tự buồn thôi, chứ em không bao giờ em quát ổng đâu. Cái đó mới làm cái người nhạy cảm như em cảm thấy bị day rứt. Là thí dụ thà là nói thẳng với em không thích anh nói chuyện thân mật với người ta này kia thì em biết để mà em điều chỉnh cái này. Cứ tự buồn rồi em mới nghĩ tại sao mình làm cho bả buồn, hoặc là tại sao bả lại buồn này kia. Em cứ suy nghĩ hoài cho nên em cũng mệt. Và thường thì em tìm được lời giải đáp đúng không? Dạ thường là cái câu trả lời đó nó nằm ngoài suy nghĩ của em. Cái trận ghen nào mà giận em bộc lộ không? Khác cái tự kỷ đó. Có trận gần đây là em ghen mà phải nói là em phát điên luôn. Tự nhiên đêm có số điện thoại nào á, cái nhắn tin tới là anh ơi này anh ngủ chưa, ra gặp em được không. Rồi lúc đó mình đi lên ha, cái kêu ổng dậy, ổng đang nằm ngủ. Anh này của ai nhắn vậy? Anh nói anh không biết. Cái đó vậy anh hỏi lại đi. Cái nói là em hỏi đi, nhưng mà em không dám hỏi. Tại em sợ em gọi người ta chửi em nữa sao. Em mới tức quá lấy điện thoại ổng không nhắn lại. Em ơi giờ này vợ anh đang ngủ, em nhắn gì vợ anh buồn sao. Cái xong cái nó nhắn lại, ủa anh nói là vợ anh đâu có dám cầm điện thoại anh đâu mà sao vợ anh biết được. Cái lúc đó là kêu ổng dậy dậy hết để ổng nói ổng buồn ngủ quá không ngày mai nói chuyện. Em tức quá em không ngủ được. Cái xong rồi sáng ổng còn đang ngủ á, em bồng thằng nhóc á qua nhà bạn ở luôn. Nhưng mà em xuống xin với ba má ảnh là má con về nhà ngoại chơi á, mai mốt không lên nha, phải nói dối với ba má vậy á để cho ba má khỏi lo. Em bồng đi 2 ngày ổng không nói năng gì luôn. Lúc đó trời ổng lo ổng sáng tác. Ổng không nói năng gì luôn ông mà mình cảm xúc tức quá, tức quá xong mới. Rồi cái nhắn tin để mà chọc tức ổng nổi điên lên để ổng chửi lại hay ổng quan tâm, thà rằng ổng chửi nhưng mà ổng cũng có quan tâm. Không trả lời luôn. Trời lúc đó không biết làm sao luôn á. Cuối cùng em tự về. Cái quan trọng là tôi muốn nghe cái khúc sau, không biết làm sao. Thì tức quá cái mình nói thôi bây giờ nếu không quan tâm thôi ly dị đi, không sống với nhau nữa. Để xong rồi ông cũng im lặng sao, đến chiều tối mới nhắn tin xin lỗi này kia các thứ, xong cái ông đi đón về. Rồi lên xe luôn. Lên liền. Ủa mà chung lý do gì mà vợ mình đi vắng 2 ngày như vậy mà em lại im liền? Mừng quá, chứ mừng quá. Được tự do. Hớn hở, hơi thoải mái một chút, em đi đá banh với bạn. Trời ơi, chung hơn. Cho nên không. Nói chung là em cũng bị một cái từ là em hơi vô tâm. Với lại cái tính là nếu mà em rơi một cái cuộc tranh cãi nào đó, nếu em thấy em đúng em sẽ im lặng. Ê, nhưng mà em có biết rằng là vợ em đang ghen không? Em biết là đang ghen. Cuối cùng hai vợ chồng có giải quyết cái tin nhắn đó là như thế nào, và cái lỗi đó thuộc về ai? Thì em đã nói rồi, cái tin nhắn đó người ta nhắn tới anh không kiểm soát được. Em đâu biết được là người ta nhắn cho em. Nhưng mà cái đó là bạn gái cũ của anh. Thì anh phải nói, tự nhiên cái nói anh không biết ai hết. Cái đến khi mà em mò ra được, em hỏi anh biết tên bé đó là tên vậy đó, anh biết ai không? Cái nói, cái đó bạn quay cũ lâu rồi, không gặp nữa. Thì lúc đó mới thú nhận. Nhưng mà bản thân ảnh là anh nhớ dai lắm, nhất là số điện thoại của con gái anh nhớ dai lắm. Mà làm sao mà anh quên được số điện thoại của bạn gái cũ nhưng mà giả vờ em nữa. Chuyện nó xảy ra lâu chưa cưng? Cách nay có 6-7 tháng rồi. Vậy là lâu rồi. Mà chuyện đó là cái trận ghen mà ghen dữ nhất đúng không? Dạ. Ghen mà này gọi là ghen lịch sự đó quý vị. Ghen lịch lãm. Đứa nhỏ nhà là ai chăm sóc nhiều hơn? Vợ em chăm sóc em nhiều hơn. À vậy hả? Ví dụ như đêm mà con khóc hay là này kia nọ đó, có bao giờ mà em thức dậy em chăm? Dạ không bao giờ đâu chị. Không bao giờ. Cái mấy bữa mà con khóc á, cái em nói anh ơi vậy phụ em đi em mệt quá. Anh biết rồi, cái lấy em bê ba á chị. Em vô lỗ tai mở lớn lên ôm gói ngủ tiếp. Nghĩa là đeo vô là một hình thức, nghĩa là chống. Là chống ồn. Chống ồn, cái đó là chống ồn đó. Thì đó, chống cái khóc đó. Tại vì cái đó là em cũng nói lại luôn là em với lại bà có cái mâu thuẫn về nuôi dạy con. Em muốn tập cho nó cái tính tự lập, nó tự ngủ. Còn bà là thấy nó khóc hay là nó nhõng nhẽo là lại chiều theo nó. Cho nên rất là mệt.
Mỗi khi mà bả có công việc đó, bả đi cả ngày á, thằng nhóc ở nhà với em thì nó rất là bình thường, nó chơi tự chơi này kia rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà bả ở nhà là bắt đầu nó nhõng nhẽo này kia lên. Đó thì em cũng nói là nếu mà đã mâu thuẫn về ghét vậy con vậy thì em phải chịu cái hậu quả của cái sự nuông chiều đó của em. Là buổi tối nếu mà nó không tự ngủ được thì em phải chịu hậu quả đó. Sâu xa quá. Bây giờ Trung nè, sau khi lấy Thanh về, Thanh có thật xấu? Như là hay tự kỷ, cứ bắt người khác phải hiểu mình. Mà em đâu phải là thầy bói đâu, cái nào hiểu được đang nghĩ giùm đầu. Nếu em hiểu được thì em đi làm thầy bói cho nó nhiều tiền. Nếu mà không hiểu là chắc là không quan tâm. Có nghĩa là từ cái chuyện đó mà suy ra nhiều cái chuyện khác. Không quan tâm là không yêu, không còn yêu nữa, không hợp nữa, ly dị. Đúng rồi. Chứ lúc trước thì khác, lúc trước thì dành thời gian cho em nhiều, còn bây giờ toàn là chuyện rồi nhạc rồi đi đá banh. Em bây không có em bao nhiêu bây giờ là bây giờ có ai câu được con cá rồi mà cũng phải banh mì con cá rồi để nhét mồi vô cho con cá nữa. Đó là lý do tại sao mà vợ chồng thường hay ly hôn là vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là cá phải tự ăn đó. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi cái gì? Em mong muốn vợ em là cái gì cũng nói cho em biết, nói ra thì sẵn sàng mình làm. Nếu mà những người nào không làm thì mới chắc là tệ. Thế còn thành tật xấu của Trung là gì? Hay hành hạ người khác đêm khuya lắm. Mình đã chăm con mình mệt rồi, 2-3 giờ sáng còn khều. Khều làm gì? Em ơi, anh đói bụng quá, anh xuống nấu gì cho anh ăn đi. Mà lúc đó mình đang ngủ ngon nữa, chắc nhiều lúc đó mình cảm thấy tủi thân, mình con ở. Có bao giờ em nói là thôi anh đói anh tự nấu, em mệt lắm, em muốn ngủ lắm, có giờ em nói câu đó không? Tại vì em không nấu là ông nhịn đói luôn à. Bây giờ em muốn chồng em thay đổi cái gì nữa nè? Ông muốn làm gì cho em, ông tự giác ông làm đi, ông đừng hỏi đi hỏi lại nhiều. Vậy rõ ràng ở đây á, cái điều mà hai bạn muốn thay đổi về nhau á, nó hoàn toàn là tỷ lệ thuận với nhau chứ đâu có tỷ lệ đúng rồi đâu. Ví dụ như Trung á, là Trung muốn em nói. Đừng có giấu cái gì trong lòng nữa, em muốn ở chung điều gì thì em phải nói ra. Còn em á, thì em lại muốn là Trung tự làm cái điều đó đi, đừng hỏi em và đừng để em nói ra. Làm sao mà được? Đó là một cái điều mà hoàn toàn là hai người song song không bao giờ gặp nhau được nếu như mà hai người đều không tự điều chỉnh thôi, chứ cũng cần phải thay đổi điều chỉnh. Tại vì ở đây nó không phải là bản chất, ở đây nó chỉ là một cái sự việc là chưa tìm được cái tiếng nói chung thôi, đúng không? Hai người tự điều chỉnh một chút xíu được không? Thì chúc hai vợ chồng em hạnh phúc hơn nữa, và riêng bản thân Trung sẽ có nhiều tác phẩm hơn nữa đến với công chúng nha.